Thúy Diễm lên tiếng trước tin đồn Lương Thế Thành có người mới, hai vợ chồng ly hôn. Cũng là một cái vấn đề mà Diễm phải trải qua và mình phải làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn khi mà mình bắt đầu trở thành một người của công chúng. Bởi vì đã là người của công chúng, chọn công việc nghệ thuật là công việc của mình, thì Diễm nghĩ là nghệ sĩ phải song hành với những cái sự quan tâm của khán giả. Đôi khi mình cũng phải hứng chịu những cái gọi là không biết cái tin đó ở đâu ra, những cái tin đồn hay là những cái vấn đề gì đó mà mình được người ta bàn tán xôn xao, thì nó là một cái mà nổi tiếng, nó là một cái điều, một cái may mắn của người nghệ sĩ, được khán giả yêu mến hơn, biết nhiều hơn. Nhưng mà song hành đó, đôi khi được người ta chú ý quá thì mình cũng phải có một cái vấn đề gọi là hơi đau đầu chút, đó là đôi khi những cái tin hay là những cái gì người ta sập gì nói về mình mà không đúng thì mình cũng phải chấp nhận. Và quan trọng nhất là với gia đình Diễm thì cái tin tưởng đó là một cái chìa khóa mà Diễm nghĩ là Diễm mong chốt hạnh phúc cho đến tận ngày hôm nay. Và hai vợ chồng tin tưởng nhau thì tất nhiên mình biết được rằng đó không phải là sự thật, và mình hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn, tôn trọng nhau hơn và mình sẽ gắn kết với nhau. Đối với Diễm, khi mà nếu mà Diễm may mắn có thêm một em bé thứ hai nữa, Thúy Diễm nói lý do comeback mạnh mẽ trong năm 2024. Đây là khó khăn nhất đối với Diễm, đó là mình song song mình có hai cái công việc chính. Thứ nhất là một người mẹ, thứ hai là diễn viên. Làm sao cân đối với một người phụ nữ đã có gia đình, đã có con và mình có thể làm tốt được công việc nghệ thuật. Đó là một cái gì đó hơi khó khăn, hơi vất vả hơn. Nhưng mà Diễm cảm thấy là mình rất là may mắn luôn khi mà có một cái người chồng, một gia đình và cũng rất là hiểu về công việc, và cũng là một cái hậu phương rất là vững chắc và chủ nhựa, và anh ấy hỗ trợ những việc rất nhiều để mình có thể sắp xếp ổn định, vừa có thể an tâm gia đình con cái mà vừa có thể làm tốt những cái dự án này, loạt những cái dự án liên tục như vậy, thì lúc đó mình đã có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và làm cái việc rất là quan trọng cho gia đình của mình, đó là hai vợ chồng cùng nhau không nhận cái dự án nào để có thể xây nhà mới cho con, rồi bắt đầu làm những cái việc kinh doanh cá nhân riêng của hai vợ chồng khoảng một thời gian là không có làm nghệ thuật đã hơn một năm trời. Thì khi mà Diễm bắt đầu mà Diễm nghỉ ngơi đủ rồi thì Diễm nói là hôm nay là cái năm mà Diễm sẽ trở lại cái gì đó nó mạnh mẽ hơn, sung sức hơn để cho khán giả không quên mình. Thực ra thì hai vợ chồng vậy có một cái không có phải là nguyên tắc gì mà nghiêm trọng hết, nhưng mà đa phần khi mà chị có một cái dự án mà chị đã đi xa thì thời gian đó chị sẽ không có nhận dự án phim hay là những cái công việc nào đi xa giống như vậy. Mà dường Sơn và cho vợ ra thì trước khi mà em bé mà bắt đầu là lớp một và hai vợ chồng đã chuẩn bị trước đó 2 năm rồi, là sẽ lên kế hoạch sẵn cho con mình là sẽ học trường nào, hướng cho con mình nó định hướng nó như thế nào, nó sẽ tham gia thương mại hóa được những cái gì, thì thực ra thì chỉ có mới một bé thôi, thành ra đó là cái điều mà quan trọng nhất cả hai vợ chồng luôn á, là đặt con cái lên hàng đầu hết, nên là sắp xếp sẵn hết lộ trình rồi thì cứ thế mà mình bắt đầu phải làm. Thúy Diễm tiết lộ mối quan hệ với Hồng Diễm sau Chạm Cứu Hộ Trái Tim. Khi mà Diễm được may mắn được cộng tác với những bạn diễn viên rất là giỏi của khu vực miền Bắc, thì Diễm thấy đó là một cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ luôn. Hầu như thì Diễm cũng khá là bận rộn với lịch trình làm phim ở miền Nam, thành ra là khi mà để nhận một cái dự án mà để đi xa thì đó là một cái điều mà Diễm đắn đo khá là nhiều. Và cái người bạn mà mình phải đồng hành, người bạn diễn mà mình phải đồng hành mà chưa là bao giờ, thì nó cũng bắt đầu cũng là cái điều gọi là mình cũng hơi
mình lo lắng, không biết là bạn ấy có hòa nhập được cái cách diễn của mình khi mà mình hơi khác biệt một miệng như vậy, về cái nhịp độ nói rồi về cách diễn nữa. Nhưng mà khi mà gặp được chị Hồng Diệu thì đó là một cái người bạn mà mình phải nói là bao nhiêu cái ban đầu lo lắng, bao nhiêu cái mình mở mở thì đó đã được trở thành con số không hết. Hai chị em gặp nhau rất là thân, rất là bắt nhịp rất là nhanh. Và bây giờ thì thí nghiệm Hồng Diệu được gọi là sông Diệu của miền Nam và miền Bắc, và là một người bạn khá là thân ở bên ngoài luôn, chứ không phải chỉ là trong trạng của mỗi trái tim thôi. Còn Quang Sự thì là một người anh mà Diệu đã từng đóng phim cũng vài bộ phim ở trong miền Nam rồi, nên hai em không có gì xa lạ với nhau hết, và thậm chí là còn hẹn với nhau là hy vọng sắp tới sẽ có một cái vai diễn nào để hai em được gặp cặp cùng với nhau nữa. Còn trong phim Trận Một Trái Tim thì suốt ngày cứ nhắc tới nhân vật của anh Sự là Diệu sợ là Diệu biết không hề nói lời yêu thương chút nào. Thùy Diễm lên tiếng về vai diễn gây tranh cãi trong phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Thật ra thì vai diễn của Diễm nó sẽ là một cái vai diễn không gọi là để phá không khí trong bộ phim bớt căng thẳng. Và ngay từ đầu luôn thì hầu như tất cả những diễn viên đều không có biết được đến kịch bản sắp tới nhân vật của mình sẽ làm gì. Cho nên là khi cứ nhận kịch bản được khoảng 5 tập, 10 tập thì lúc đó là mình sẽ biết được là sắp tới nhân vật của tôi sẽ làm như thế này như thế kia. Và khi mà vai diễn của Diễm về sau á, nhận được những cái tình huống mà gọi là dở khóc dở cười ấy, và đúng là phá gọi là đăng một việc đánh rất là căng hay gì đó, thì những vật của Diễm sẽ là phá một khí hết, thì nó sẽ có sinh ra hai chiều. Một là khán giả cảm thấy đây là một cái gì đó nó giải trí, nó giảm được cái sự căng thẳng của một phim. Hai là có những người khó tính thì khán giả sẽ rất là bực mình, bởi vì trời đang gọi là cắn như vậy mà không có giải quyết được mà còn là phá bể hết mọi chuyện nữa, thì chắc chắn Diễm và cả ekip, cả đạo diễn, cả biên kịch đều biết chân vật sẽ bị chửi ở ngay cái đoạn đó. Và Diễm thì không gì lạ hết, và thực ra Diễm còn cảm thấy là rất là vui, rất là may mắn, bởi vì mình làm rõ được cái câu chuyện đó, làm cho khán giả biết yêu nhân vật, biết ghét nhân vật và tức nhân vật. Đó là một cái gọi là may mắn là mình đã làm được, thực hiện trọn vẹn cả nhiệm vụ mình được đưa ra. Còn đối với bộ phim Trọng Hội Trái Tim thì thực ra nếu mà gọi là hút sức nhiều nhất thì Diễm nghĩ đó là bộ phim mà đang trình chiếu trên VTV3 Trọng Hội Trái Tim, bởi vì bộ phim này kéo dài hơn 6 tháng và Diễm phải bay đi bay về liên tục như vậy, thì thực ra đó là một cái lần đầu tiên mà Diễm trải nghiệm. Và đặc biệt là khi mà quay vừa quay mà vừa chiếu thì cái lịch trình mà mình sắp xếp nó cũng hơi vất vả hơn,